Nói đến dân tộc Tày, có một loại hình sinh hoạt văn hóa mà chúng ta không thể không nhắc tới. Đó là phong slư. Em hờn anh gửi phong slư, lại cười đằm thắm duyên như đang nồng. Phong slư là thơ tình yêu, là thơ trữ tình, một thể thơ thất ngôn truyền thống của người Tày. Bài phong slư được chia 4 câu thành một khổ. Mỗi bài thơ có thể ngắn, có thể dài cả mấy trang giấy, tùy theo sức sáng tạo và tình cảm của người viết. Nhưng bài phong slư nhất thiết phải được thể hiện trên giấy hồng điều. Theo dân gian, đó là màu của máu và lửa. Có lẽ vì vậy mà người ta còn nói về phong slư là sinh lực của máu và lửa. Với đồng bào Tày, mỗi phong slư là một tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân của người sáng tác nên nó. Cái bụng nghĩ sao, trái tim mách bảo thế nào thì viết ra thế ấy. Nhưng chữ phải chân phương, nắn nót, giấy viết phải đẹp và càng cầu kỳ càng thể hiện lòng thành. Phong slư nói về cung bậc tình cảm của những người đang yêu. Khi là tiếng nói thủ thỉ tâm tình, lúc hóa thành dòng thác nhớ nhung, tha thiết. Thường thì trai gái Tày tự mình viết phong slư là chính, nhưng cũng có nhiều người không biết chữ thì đành nhờ những ông slấy sli viết hộ. Slấy sli là người trí thức bình dân sống trong cộng đồng người Tày. Phong slư do slấy sli viết ghi lại những tâm tình thầm kín của trai gái Tày. Viết xong bài thơ mới được một nửa công việc, người ta còn phải tô vẽ minh họa thêm con chim én ngậm thư, hoặc chim bồ câu bay qua cánh đồng hoa, hoặc vẽ hai con rồng trầu mặt trăng. Trầu lâu đến nỗi rồng hóa thành sông suối, chảy bạc cả rừng xanh, mà trăng thì vẫn xa mãi mãi. Tình người sao chẳng thể gần nhau. Có lá phong slư dài hàng mét, người nhận được treo nó lên như tranh ở nơi phòng ngủ của riêng mình. Phong slư được gửi đi, khi nhận lại, người con trai, con gái Tày lại đem phong slư đó đến nhờ một slấy sli đọc. Slấy sli thường ngâm ngợi những bức thư đó theo một giai điệu tha thiết. Không phải ai cũng sáng tác được phong slư mà phải nhờ đến những cái nghệ nhân để mà viết lên, để mà học thì mới có thể học được cái luyện phong slư. Tầm tới kế, tầm tới phó phú mẹ mẹ, xin ông mà này, tên chuyên ông mà phải mãi á. Cái đấy,
ăn phong sư thầy con ấy mà là không cắn gì là chất trừ việc chất trừ mẹ trắng nạp đấy mẹ mãi à buồn chia cắn cùng hát bài thì tâm thì tâm to thì thế. Tình yêu nam nữ thể hiện trong phong sư thường là tình yêu trong xa cách, trắc trở, tan vỡ. Bởi vậy, tiếng hát, giai điệu phong sư thường buồn da diết. Tuy nhiên, không hề bi lụy kêu than mà vẫn luôn sáng lên những ước mơ lãng mạn, nhân văn. Hãy tu thân, chờ nhau bên ấy. Dẫu là không lấy được, cũng cam. Yêu nhau để khắp mường được thấy, tiếng thơm sẽ trọn vẹn mai sau. Tới trăm năm khi về âm phủ, ta rủ nhau về chốn mường hơn. Cái hát lượn phong thư này nó rất quan trọng đối với người dân tộc Tày, bởi vì trong các ngày lễ hội thì cái lượn phong thư này nó thể hiện rõ lên là dành cho các đôi trai gái và dành cho các thi sĩ, người ta có thể cảm hứng lên mà người ta sáng tác ra được cái lượn phong thư. Và bên cạnh đó, điều quan trọng nhất là dành cho các đôi trai gái đi chảy hội và lượn giao duyên với nhau. Lượn phong thư này có thể hát trong các lễ hội và đồng thời là hát trong các ngày đám cưới hoặc là trong các cuộc giao duyên mà các đôi trai gái đi tỏ tình với nhau. Ngày xưa, phong sư thường để ngâm là chủ yếu. Họ ngâm vào bất cứ chỗ nào và bất cứ lúc nào. Tình yêu của họ như hơi thở. Nhớ người yêu là ngâm phong sư. Nếu lòng này không nói ra được là tóc ốm 8 tháng, là mắt đói 1 năm. Nỗi nhớ người yêu chảy ra từ 10 đầu ngón tay xuống đến gót chân. Nỗi nhớ không còn đường đi, nỗi nhớ buộc phải ra đằng miệng. Ngày nay nhiều người dùng phong sư để hát lượn hoặc nói thơ, giống như đọc thơ có diễn cảm của người Việt. Từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Tày. Ý nghĩa của hát phong sư là nó được truyền rất là lâu đời. Vâng, và đến khi mà lớn lên thì em được học với các cụ và được lưu truyền từ rất là lâu đời, và em được học từ lúc lớn lên và biết đi học thì em được học, và cái điệu làn điệu phong thư này nó rất là ý nghĩa về những đôi giao duyên, đôi tình yêu giao duyên. Nó thể hiện trên cái hoàn cảnh cũng như là cái trong cái câu chuyện của các đôi nam nữ đấy. Nếu mà đang tìm hiểu nhau thì rất là vui vẻ, mà đến lúc khi mà trong cái khoảng một thời gian nào nhất định mà hai người không ở gần nhau nữa, người ta có thể rất là buồn khi mà phải chia tay ra về. Phong sư không có mùa, như tình yêu của con người quanh năm ngày tháng. Chỉ khi nào tự cấu vào da thịt mình, không còn cảm giác đau, khi đó mới ngừng yêu. Phong sư phục vụ cho tình yêu lứa đôi, nhưng phong sư cao hơn cuộc sống, nên có yếu tố hư ảo, mang theo tính tao nhã, thanh cao. Vì vậy, phong sư vẫn tồn tại trong đời sống tình cảm của người Tày, như một nét đẹp trong văn hóa độc đáo, thấm đẫm phong vị trữ tình. Văn hồi tình ai yêu năm bé, chung cành nhạc quê hay
trái và nồng vui vẻ liêu tha bàn tông tôi à mưa giờ trái thẻ tay nóng ta và cùng cân bầu lù cả thân nóng không hạ trái nhiều bé chứ hồi xuân ba bể vui nhớ này sao báo hết bên hạ tôi. Bản thân em thì rất là muốn để và phát triển và bảo tồn cái phong thư này và muốn được phát triển để về lâu hơn để mà không bị mai một. Trong cái rừng âm thanh về tình yêu đó, nổi bật lên một tiếng nói rất đạo đức, rất phù hợp với quan niệm tình yêu của nhân dân lao động cần được phát huy trong cuộc sống ngày nay. Đó là tiếng nói của một tình yêu chung thủy sắt son, chung thủy cả trong kiếp sau nữa. Phong Slư ra đời từ bao giờ? Chưa có một tài liệu nào ghi chép. Chỉ biết rằng người già giữ gìn rồi truyền lại cho con cháu như những hạt thóc giống quý hiếm. Những hạt thóc giống sẽ giúp cho bản sắc dân tộc luôn đầy sức sống và bất diệt. Thank you.